không phải Sáu Bào, không phải Phượng Ve, vậy ai là chùm cuối viết kịch bản Di Chúc Miệng, Sóng Gió gia tộc họ Võ? Ung Thư cầm bệnh án trên tay, lưỡi hái của thần chết treo lơ lửng trên đầu. Dẫu bản lĩnh cách mấy, nhưng ông Hoàng vẫn sợ. Bởi đơn giản là con người, ai mà chẳng mưu cầu được sống, được hạnh phúc, được khỏe mạnh. Chậm lại một nhịp, vào những đêm khuya thanh vắng, chỉ một mình, rít điếu thuốc, phả khói vào bầu không khí tĩnh mịch. Ông Hoàng hồi tưởng lại ngọn đuốc sáng một thời trai trẻ, bản thân đã đi qua. Ông hồi tưởng lại những vai diễn để đời chứa bao nhiêu hoài bão của một người nghệ sĩ. Xa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Sự Án Bằng Quý Phi, Ngọc Kỳ Lân, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Tiết Đinh Sang Cầu Phàn Lê Huê, Trảm Trịnh Ân. Ông Hoàng nghĩ đến Vũ Luân, nghĩ đến Bình Tinh, giờ đây chúng đều có chỗ đứng trong lòng của khán giả. Đứa thì là nghệ sĩ ưu tú, còn đứa thì bà bầu quyền lực. Ông cười nhẹ mãn nguyện vì phần đời này đã sống trọn với nghề, không phụ lòng tổ đãi, đã cháy hết mình ở trên sân khấu, trở thành người đưa đò, truyền nghề, để con cháu thế hệ đi sau duy trì, phát triển nền cải lương tuồng cổ Việt Nam, lưu giữ giá trị văn hóa, nghệ thuật ngàn đời của dân tộc. Ông cũng mãn nguyện vì đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, vắt kiệt sức kiệt tài chính để đùm bọc bảo vệ các em các cháu, không để đứa nào thiếu thốn. Ông hài lòng vì bản thân đã nỗ lực trở thành người anh trai có trách nhiệm, sẵn sàng bán nhà cho vàng chi tiền để cứu em. Dẫu chúng có sai với xã hội, nhưng cũng gọi ông một tiếng là anh Năm. Ông cũng chẳng có gì phải tiếc nuối khi đã chấp cánh ước mơ và trải đường cho Hồng Phượng. Đứa cháu họ Lê gọi ông một tiếng cậu Năm, để cô cháu gái được sống với đam mê, nếu giỏi có thể nối tiếp làm rạng danh dòng tộc. Nhưng rồi, nụ cười chợt tắt, hình ảnh con gái Hồng Loan, năm đứa cháu ngoại xuất hiện, chiếm trọn lấy suy nghĩ của ông. Ông u buồn, ngồi xuống bên mép giường, gạt tàn thuốc, tự trách. Bản thân sống trọn với nghề, với khán giả, với xã hội, làm tròn bổn phận là con, là anh, là cậu. Nhưng trách nhiệm cơ bản của một người cha thì kiếp này, ông lại nợ con gái của ông. Dòng đời trôi mãi theo thời gian, thương Hồng Loan tuổi thơ bao điều ngang trái. Ông giận bản thân vì từ khi con lọt lòng, ông đã nợ, nợ con một người mẹ rõ ràng, nợ con một tuổi thơ đầm ấm có cha, có mẹ, có vòng tay yêu thương, có sự dạy dỗ uốn nắn từ người sinh thành, để con lớn lên như cây dại ven đường, dở dang việc học. Ông tự trách bản thân vì em vì cháu ông có thể lo cho chúng chu toàn, ăn mặc sung sướng, đồ hiệu xe sang, móng tay móng chân bóng loáng vẽ rồng vẽ phượng. Nhưng nhìn lại đứa con gái ruột của mình, quanh năm suốt tháng là bộ đồ bộ ở chợ, cái răng hỏng không có tiền thay, bàn tay bàn chân đen nhẽm thô kệch, và nhớ lại những lúc túng thiếu ăn mì tôm, vợ chồng của nó tự xoay sở mà không phiền đến ba. Ông tự trách không có lỗi với đời, tốt với cả thiên hạ, nhưng tại sao trách nhiệm của một người làm cha lại không làm tròn, lại có lỗi với chính giọt máu đào của mình? Ông thương con, trách bản thân mình. Ông không còn lo, không còn sợ hãi trước cái chết, trước lưỡi hái của tử thần nữa. Ông lo, nhưng là lo cho con gái của ông, như ngọn đuốc vừng lên lúc sắp tàn. Ông nhận ra bản thân cần phải sửa sai, cần phải bù đắp cho con gái của mình. Vậy làm sao để sửa được sai lầm? Ông nhớ lại thằng Bảy năm căn nhà 1.000 lượng vàng. Ông nhớ lại con Sáu đã lừa ông, mượn tay của ông dâng căn nhà từ đường của tổ tiên cho ngân hàng phát mãi. Ông nhớ lại số tiền ông hắt khàn cả cổ ở trên sân khấu, vừa mang về nhà chưa kịp đếm, đã phải đưa cho lũ em lũ cháu để chúng trả nợ, để chuộc lại mạng sống cho bọn chúng. Ông nhớ lại từng cái ôm xà nẹo, lời nói rót mực vào tai của đứa cháu họ Lê. Cậu ơi, con thương cậu quá à, cậu mình thì mình nịnh thôi. Ông nhớ lại cái cảnh nhỏ em dâu không chính danh, nhiều lần mồi chài, đưa con riêng Hàn Quốc vào gia tộc họ Võ. Ông nhớ lại cái cảnh thằng cháu trẻ họ Ngô công khai thừa nhận lấy cháu họ Lê để dựa hơi họ Võ. Nghĩ tới nhiều đó thôi, ông thấy sởn da gà. Dẫu chúng là em, là cháu, nhưng chúng thừa thủ đoạn, mưu mô, có kinh nghiệm lừa đảo, diễn xuất giả trân qua mặt người đời. Chúng có bè, có phái. Trong khi nhìn lại, con gái của mình, Hồng Loan, ít học, quanh năm buông gánh bán bưng,
chất phác, thẳng như ruột ngựa. Không biết mẹ của mình là ai, nay mình mà mất, con gái sẽ đơn độc giữa cuộc đời, biết dựa vào ai? Khi ông còn sống, lúc ở đỉnh vinh quang hay lúc đã lui cung, em và cháu đã vất kiệt tận dụng triệt để những thứ có thể lợi dụng được từ ông, từ tiền tài, nơi ở cho đến danh dự, hình ảnh. Ông biết khi ông mất, tài sản trăm tỷ chình inh ở đó, mở treo miệng mèo. Dễ gì những con mèo vốn đã được nuôi như thú cưng mất đi cái bản năng sinh tồn để chuột miếng mỡ ra khỏi miệng. Vậy bằng cách nào để chuộc lỗi với con gái, để bảo toàn những tài sản cuối cùng cho con? Viết một vở tuồng mất cả tuần, cả tháng, huống hồ là một vở kịch ở ngoài đời thật. Ông viết cho gia tộc họ Võ phải là tác phẩm xuất sắc nhất, kinh điển nhất, đúng chất của một ông hoàng, để không chỉ khán giả mà diễn viên trong vở kịch này cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác. Ông thức trắng nhiều đêm, không hẳn vì bệnh tật hành mà vì dồn sức để hoàn thành kịch bản, phải nghiên cứu tính cách, nét đặc trưng của từng nhân vật, sáu bào, bảy bảo, phượng ve, đoán trước được nước đi, từ đó có kế hoạch A, kế hoạch B để các nhân vật đi đúng mạch của kịch bản, đi đến cái đích cuối cùng là Hồng Loan, con gái của ông, được hưởng tài sản của ba một cách hợp pháp trong an toàn. Bước thứ nhất, làm yên lòng những con kênh kênh bằng lối nói chuyện, nói ý hiểu tứ, ru ngủ chúng bằng những mỹ từ. Cháu họ Lê là nhất, cháu họ Ngô là thứ hai, con ruột họ Võ là thứ ba. Nhà này để cho Phượng Ve ở, còn bản thân xin Nga Hô miếng đất dưỡng già. Những câu nói này đã khiến các em các cháu lâng lâng cảm xúc, say đắm trong giấc mộng kim tiền, để chúng không bày mưu tính kế dụ dỗ ông ký vào một tờ giấy nào nữa. Tránh lặp lại quá khứ, câu chuyện, sự biến mất của căn nhà từ đường. Bước 2, không viết di chúc, tức là đã viết di chúc. Kinh qua nhiều vai diễn lớn nhỏ và đã được con gái bình tĩnh thủ thỉ vấn đề di chúc, ông biết quy tắc cơ bản, cha chết tài sản còn cái hưởng. Huống hồ ông chỉ có một đứa con gái hợp pháp duy nhất. Lẽ đương nhiên, ông biết Hồng Loan sẽ là người thừa kế. Việc đã rõ ràng rành rành, không lập hay lập thì ông cũng đạt được chủ đích là để tài sản cho Hồng Loan. Nếu lập di chúc những ngày tháng cuối đời, ông không chỉ chịu bệnh tật dày vò mà về tinh thần còn bị tra tấn bởi những lời tỉ tê, nước mắt ngắn, nước mắt dài, thậm chí là đe dọa tạo áp lực tinh thần đến từ em, từ cháu. Vậy, không lập di chúc là sự lựa chọn hoàn hảo, vừa thực hiện mục đích để tài sản cho con gái, vừa để con tùy cơ ứng biến khi bán đất để chia cho những đứa cháu ở trong nhà. Ông để cửa mở cho con gái quyết định, vì ông có thể đoán hướng đi chính của lũ em, lũ cháu, chứ không thể nào đoán hết, lường hết được những âm mưu phụ, chúng dăng chúng vẽ ra cho con gái của ông sau khi ông qua đời. Việc không lập di chúc đã giúp ông và con gái thở phào nhẹ nhõm và trải qua những ngày tháng cuối đời, tạm gọi là yên bình. Quyết định không viết di chúc, Vũ Linh đã giúp con gái trên cơ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, mãnh hổ năng địch quần hồ, dù Loan trên cơ về mặt pháp lý, nhưng ông biết một mình con gái khờ dại, thật thà, chất phác của ông sẽ không đủ sức để chống lại sự câu kết của một bầy kền kền. Vì vậy, ngoài hành động không viết di chúc, ông Hoàng đã tranh thủ khi còn sức lực xây dựng bệ đỡ cho Hồng Loan. Nếu muốn biến nhà riêng của Hồng Loan thành nhà tư đường, đồng sở hữu để bảo vệ tài sản, thì Mỹ Mỹ xứng đáng hơn Lê Thị Hồng Ve. Bởi lẽ, Mỹ là cháu đích tôn của họ Võ, là người vốn dĩ thừa hưởng căn nhà tư đường mà bà Sáu Bào đã luộc mất. Vì vậy, nếu nhà cậu Năm là nhà tư đường, thì không đến lượt của Phượng. Mỹ sẽ là người trên cơ, đứng ra tranh chấp với Hồng Loan. Bùm Bùm là con của ông Bảy Báo, mang họ Võ, cha cô đang tranh chấp với Hồng Loan. Vậy không phải Hồng Phượng mà Bùm Bùm mới là người có nhiều ưu thế để tranh đoạt tài sản của Hồng Loan. Mỹ và Bùm Bùm, xét về lý, đều có nhiều lý do hơn Lê Thị Hồng Phượng để đứng ra tranh đoạt tài sản. Nhưng tại sao họ lại không tranh giành mà còn giúp sức cho Hồng Loan để bảo vệ tài sản của bà? Thứ nhất, vì họ đều đồng cảnh ngộ là trẻ mồ côi. Thứ hai, đều là nạn nhân của Sáu Bào. Thứ ba, vì hiểu tâm tính của những người trong gia tộc. Thứ tư, vì lương tri, vì tính người. Ngoài bốn yếu tố trên thì lý do tiên quyết nhất
chính là sự tác động của bác Năm. Khi Vũ Linh đã dặn dò Bùm Bùm và Hải, nhà này để cho chị Loan của mày chứ ai, bác có một đứa con chứ mấy, và dặn hai đứa cùng chị Loan hãy đùm bọc và dựa vào nhau mà sống. Ông Hoàng đã triển khai kế hoạch xây dựng bệ đỡ cho con gái, thầy con kết nối một nhóm người tốt, hiểu biết trong gia tộc họ Võ, tạo giúp cho con một thế lực để phòng trường hợp kình kình, lấy số lượng để ác vía Hồng Loan, lấy nhiều để hiếp ít. 10 tháng đã trôi qua, dù tác giả của kịch bản Di Chúc Miệng Sóng Gió Gia Tộc Họ Võ đã yên giấc, không có mặt trực tiếp để chỉ đạo diễn viên, nhưng mọi diễn biến đã diễn ra đúng như những gì mà ông đã sắp xếp. Mẹ con của Phượng Ve tin vào Di Chúc Miệng, Phượng Ve đã gào với chỉ tin vào lời của cậu Ve thôi. Chính là biểu hiện Ve đã rơi vào bẫy, đã thực sự bị say bởi những câu nói ý hiểu tứ. Người khôn chửi khéo nửa câu để cho người dạy tưởng đâu khen mình, mà cậu đã cố tình nói trong những lúc say xỉn. Bùm Bùm, Mỹ, Hải, Vũ Luân và Ma Tư, những người mà đến cuối đời ông Hoàng tin tưởng, dặn dò giao phó, đã làm đúng theo kịch bản phò tá Hồng Loan trên mọi mặt trận. Để có thể viết một kịch bản đời thật xuất sắc cho gia tộc họ Võ, ngoài tài năng, kinh nghiệm của một ông Hoàng, thì ông còn phải có một tình yêu thương bao la, bát ngát dành cho con gái rượu của mình. Vì yêu, vì thương, thôi thúc và tạo động lực cho ông. Nhưng có một điều cố nghệ sĩ đã không tiên lượng trước và đoán trước được là tên tuổi của ông giờ đây đã một lần nữa sống dậy. Và bên cạnh con gái của ông không chỉ có anh em nhà họ Võ, những người đã được phân vai, mà còn xuất hiện thêm những nhân vật nghĩa hiệp mới như chị Ni, ca sĩ Nguyên Vũ, anh Sang, Lê Tín và chủ chủ khán giả ái mộ ông cùng đồng hành với Hồng Loan. Dày công để viết một kịch bản kinh điển này, để đổi lấy phần đời còn lại của con gái và năm đứa cháu họ Võ sống trong sung túc, hạnh phúc, yên ấm. Có lẽ ông Hoàng đã thở phào nhẹ nhõm, chút bớt gánh nặng phần nào và cũng đỡ trách mình ở những ngày tháng cuối đời. Giờ đây, ở thế giới bên kia, chứng kiến mọi chuyện đi đúng những dự liệu, thậm chí còn tốt hơn dự tính. Ông Hoàng Hồ Quảng hãy yên tâm, trong tim của khán giả, ông mãi là một nghệ sĩ tài hoa, đức độ, và trong tim của Hồng Loan, ông sẽ mãi là một người cha vĩ đại. Tòa án đã lên tiếng về lá đơn của Kim Oxin. Thưa quý khán giả thân mến, trong những ngày qua, khán giả phía Hồng Loan khá bức xúc khi cô trợ lý Kim Oxin, nói đúng hơn là cô giúp việc giàu nhất Việt Nam, đã có đơn kiện con gái của ông chủ quá cố với nội dung con gái đã thuê thợ mở két sắt của bà mình để lấy tiền, Hồng Loan đã đuổi cô ta ra khỏi nhà vô căn cứ và đuổi quá gấp khiến cô ta mất đồ. Chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại câu chuyện ngay từ đầu. Đó là giai đoạn cô trợ lý Kim Oxin làm việc 13 năm và cô ta nói rằng cô ta không lấy lương từ cố nghệ sĩ. Vậy tiền đâu mà cô ta sắm những tài sản để rồi sau này cô ta đòi chuyển đi? Thưa quý vị, trước đây khi cố nghệ sĩ Vũ Linh đã từng chia sẻ bốc phốt mấy tờ hóa đơn khống là những cái hóa đơn mà trước đây chính cô trợ lý Kim Oxy này đưa cho cố nghệ sĩ để chi tiền, cứ vài ngày là hóa đơn lên 5-7 triệu. Chính cố nghệ sĩ cũng nói là hóa đơn khống nhưng vẫn trả tiền, cũng như cô trợ lý từng bị cố nghệ sĩ đuổi đi vì cấu kết in đĩa lậu ra ngoài để bán khi mà DVD chính của cố nghệ sĩ chưa phát hành. Khi Hồng Loan về bên nhà chồng thì tiền ở trong két sắt của cố nghệ sĩ vẫn mất liên tục. Cô Kim Oxin thường xuyên tổ chức nhậu nhẹt, mồi chài uống bia trong lúc cố nghệ sĩ đang bệnh và rất nhiều chi tiết khác, nhưng do chưa được kiểm chứng nên chúng tôi sẽ không kể ở đây. Những khán giả yêu thương cố nghệ sĩ chắc đã từng xem qua trên các fanpage, nhiều người thắc mắc là cô ta đã phạm rất nhiều lỗi. Vậy tại sao cố nghệ sĩ vẫn bỏ qua mà cho cô ta ở lại nhà và theo ông làm việc? Vì nể tình người giới thiệu là trợ lý cũ đã mất của ông là Hoàng Vinh, nể tình dù sao cũng chăm sóc mình, xem như con cháu trong gia đình nên tha thứ. Mối quan hệ giữa Kim Oxin và gia đình cô Sáu, trước khi cô Sáu về nhà cố nghệ sĩ ở thì trong nhà này Kim Oxin là trùm chỉ sau cố nghệ sĩ. Khi gia đình cô Sáu về thì Kim Oxin đã mất vị trí này, trong lòng chán ghét nhưng không dám ra mặt, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Có clip ghi lén má Từ Quốc Thành nói cô Sáu muốn tát con Kim Oxin vì không chịu đưa chìa khóa két sắt. Sau khi cố nghệ sĩ mất, Kim Oxin đã làm gì? Bảo mình làm việc không công, chắc để mọi người nghĩ cố nghệ sĩ chèn ép người làm, muốn làm má Hồng Loan khi giành phòng của cố nghệ sĩ.
kết hợp phía Cần Cần để cô lập Hồng Loan, nhằm Hồng Loan phải ở nhà chồng, không được về nhà của cổ nghệ sĩ, nhưng đã sang tên cho Hồng Loan. Khi bị Hồng Loan lên tiếng tống cổ ra khỏi nhà, sau khi cổ nghệ sĩ mất được 49 ngày, cô Kim Oxin đã dọn hết đồ và không quên đòi luôn cái bàn thờ, đàn thờ cổ nghệ sĩ, còn hăm dọa bác sĩ Long không được lên tiếng chuyện nghệ sĩ nằm viện như thế nào, tiếp tục lấy quyền Oxin để đi thưa cô chủ. Sau khi cô này chuyển ra khỏi nhà của Hồng Loan, thì cô này đã cùng mẹ con cô Sáu cùng nhau viết đơn kiện Hồng Loan. Và mới đây nhất là lá đơn thứ N của chính bà Sáu, thì công an đã mời những người này lên làm việc nhưng chưa có mời Hồng Loan và có thể sẽ không có mời Hồng Loan. Công an đã mời lên yêu cầu những người này cung cấp những chứng cứ rằng tài sản của họ để quên ở nhà Hồng Loan hay là bỏ sót ở nhà Hồng Loan. Đầu tiên là triệu tập cô Kim Hô, một kẻ ăn nhờ ở đậu không có tạm trú tạm vắng trong nhà người ta, hoặc kẻ có tạm trú tạm vắng nhưng khi cha Hồng Loan mất thì Hồng Loan là người sở hữu căn nhà, Hồng Loan có quyền của chủ nhà, Hồng Loan là người thừa kế hợp pháp, thừa kế theo pháp luật của Việt Nam và là hàng thừa kế thứ nhất. Vậy mà những người này vẫn cho rằng họ bị đuổi đi là bất hợp pháp. Mới đây chị Ni cũng hé lộ công an đã bác đơn của Kim Oxin về đơn kiện Hồng Loan đã thuê thợ mở két sắt của bà mình sau khi ông ấy mất. Khi nghe đến đơn kiện này khiến nghệ sĩ Lê Tính cũng phải thốt lên rằng, nghe đồn cái lá đơn thứ nhất mà khi đọc ai cũng xỉu lên xỉu xuống, đó là cái lá đơn thưa Hồng Loan ăn cắp tiền trong két sắt, thổi còn hơn cái bãi chứa rác. Con trợ lý phán của tài sản trong đó, nó quản lý nên nó muốn chia cho ai thì chia, không được tự ý lấy, hỏi nó quyền gì, ai có câu trả lời chính xác, chắc là quyền ở đợi lâu năm. Nếu Hồng Loan lúc nhỏ có ăn cắp 9 lần thì cũng chỉ là vài triệu bạc, nhưng hai mẹ con cám mỗi người chỉ một lần một căn nhà, nhà từ đường của cố nghệ sĩ và nhà từ đường của bé Bum, ai giỏi hơn, con nít không được dạy dỗ, có ăn cắp chút ít là lẽ đương nhiên, càng thương Hồng Loan nhiều hơn nữa, vì không có mẹ, cha thì đi tối ngày, hỏi coi cuộc đời của nó chưa từng ăn cắp bao giờ không. Dù là một cái kẹo hay là ăn vụn trong bếp cũng là ăn cắp. Giả sử Hồng Loan có lấy đi chăng nữa thì đó cũng là tiền của bà Hồng Loan. Còn cái thứ ăn nhờ ở đậu, ăn cắp vô an cho con người ta, cái thứ đó gọi là rác rưởi. Nhà từ đường của cháu nội đích tôn người ta hưởng, cháu ngoại không có cửa. Vậy mà Sáu Bào đành tâm nướng vào đỏ đen, gạt anh mình là tội bất nhân, gây nợ bắt anh mình phải trả là tiền đồ thiên cổ.